Bạn có muốn biết cách quảng cáo xả lát mà không lo bị lỗ vốn hay không? Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube và với chuỗi video chia sẻ về quảng cáo YouTube Ads của Tomato Hường. Nếu như các bạn muốn hỏi thêm, muốn thắc mắc thêm hoặc là muốn theo dõi cái hành trình tạo thu nhập thụ động với Affiliate Marketing, kiếm tiền trên mạng thì các bạn hãy follow Tomato Hường đây nha. Follow Hường đi để mà Hường có thể có những cái bài chia sẻ cũng như có những cái dự án, những cái chương trình hay chia sẻ đến các bạn. Ok, bây giờ chúng ta quay trở lại cái chỗ bạn có muốn biết cách quảng cáo xả lát mà không lo bị lỗ vốn hay không? Thì trong video này Hường sẽ chia sẻ bí mật mà Hường và rất là nhiều chuyên gia hàng đầu trên thế giới sử dụng để họ có thể quảng cáo và tạo ra lợi nhuận. Ok, bây giờ mọi người hãy cùng xem. Ví dụ như Hường có một cái video như thế này. Hường lấy một cái video tại kênh YouTube ở Việt Nam cho mọi người hình dung dễ hiểu này. Video này Hường chia sẻ cái cách đăng ký GetResponse và nhận 30 đô miễn phí. Khi mà cả nhà đăng ký dưới cái link affiliate của Hường, ở đây Hường có để cái link nè. Cả nhà đăng ký á, thì cả nhà sẽ được nhận 30 đô miễn phí. Sau khi cả nhà nâng cấp lên thì bản thân Hường cũng sẽ nhận được 30 đô. Như vậy hoa hồng đợt này của Hường một cái khách hàng, một người click vào link đăng ký thì Hường sẽ được 30 đô đúng không? Như vậy nhiệm vụ của Hường là chạy quảng cáo, Hường có thể chạy quảng cáo video này. Theo cả nhà thì Hường có thể chạy quảng cáo được bao nhiêu đô? Hường có thể chi trả là 30 đô. Có nghĩa là 600 mấy, gần 700 ngàn cho một sale ở đây đúng không? Theo cả nhà thì Hường có dám chạy lên tới 50 đô cho một một đơn không? Thì bây giờ bí mật nó nằm ở đây nè. Có một cái công thức Hường muốn chia sẻ với cả nhà. Khi mà chúng ta chạy quảng cáo ấy, thì không phải là khi mà chúng ta chỉ có hoa hồng 30 đô thì chúng ta chỉ chạy 30 đô thôi, chịu chạy dư bị lỗ vốn, không phải như thế. Bởi vì trong cuộc chơi lớn á, thì người ta sẽ tính tới những con số lớn. Bây giờ Hường sẽ chia sẻ với một bí mật mà cái kênh YouTube chúng ta có thể chạy xả láng chứ không mù quáng nha. Bây giờ chúng ta thì cùng xem nè. Ví dụ như là cái video này, sau khi có khách hàng mua thì Hường sẽ có được một người đã từng mua từ Hường rồi. Và cái thứ hai nữa là sau khi họ mua sản phẩm này thì ở trên kênh YouTube của Hường ấy, thì Hường còn có nhiều cái sản phẩm khác nữa. Như mọi người lên đây, nếu mà mọi người là fan của kênh YouTube của Hường thì mọi người sẽ thấy là Hường có nhiều cái video chia sẻ về những sản phẩm khác nhau. Ngoài cái việc mà bán được 30 đô đây thì Hường có gì nữa nè. Ví dụ như Hường sẽ có là như video hôm trước thì Hường có chia sẻ đó là mời các bạn đăng ký Bluehost đúng không? Cái này là Hường được 65 đô. Khi mà khách hàng của mình đã mua cái sản phẩm từ mình rồi thì cái tỷ lệ họ mua sản phẩm thứ hai cũng khá là cao so với việc là họ chưa mua lần nào đúng không? Tiếp theo, nếu mà họ không mua Bluehost thì trên kênh của Hường còn bán các sản phẩm tiếp thị giá cao, là những sản phẩm hoạt động theo mô hình MLM ở trên kênh của Hường. Ví dụ như các sản phẩm tiếp thị giá cao thì tiềm năng thu nhập của nó trung bình thì cũng thôi, ví dụ như tính 200 đô thôi. Đấy. Ví dụ tiếp thị giá cao thì Hường có giới thiệu hôm trước, có chia sẻ một cái video nói về Business for Home. Ở đây liệt kê những công ty hoạt động theo mô hình MLM. Thì ở đây Hường đang quảng bá một cái sản phẩm, nó là My Daily Choice. Nó cũng là một cái sản phẩm mà đã có người đạt được 1 triệu đô một tháng. Như vậy thì tiềm năng để người khách hàng này tạo ra doanh số cho mình rất lớn. Ok, tiếp theo sản phẩm Hường cũng có thể quảng bá trên kênh. Nếu anh em đã quen với Clickbank thì sẽ thấy là Hường có quảng bá một cái khóa học tên là 90 Days Shop. Khóa học này thì hướng dẫn các bạn làm từ A đến Z, từ căn bản cho đến nâng cao cái việc là kiếm tiền ở trên Clickbank. Đấy thì nếu mà các bạn chưa biết đến Clickbank thì có thể xem các video trước chia sẻ cách quảng bá ở trên Clickbank. Khóa học này tạo ra rất là nhiều doanh số học viên. Nếu như các bạn muốn xem danh sách học viên, doanh số học viên, nhiều học viên của Hường tạo ra doanh số khủng như thế nào thì mọi người có thể vào danh sách phát này. Mọi người vào cái chỗ doanh số học viên sẽ thấy có những người đạt được trên 10.000 đô một tháng cho đến trên 50.000 đô một tháng. Các bạn có thể xem chia sẻ tại đây. Trên mới là tính Clickbank thôi nha. Như vậy thì cái khóa học này thì Hường bán với giá các bạn xem trong website bí mật
Ok, và ở tiếp theo nữa Hường cũng có thể quảng bá những cái sản phẩm bé bé thôi. Ví dụ như sản phẩm về khóa học YouTube Ads dành cho Clickbank. Tức là việc kiếm tiền từ Clickbank trên kênh YouTube thì chúng ta vẫn có thể kết hợp với chạy quảng cáo. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng tối đa đòn bẩy công nghệ để tạo ra doanh số cao nhất, hoặc là Hường có thể bán những sản phẩm bé bé, nhỏ nhỏ như là coupon chẳng hạn. Như vậy thì mọi người sẽ thấy đó là tổng đơn hàng ở đây nó sẽ lớn. Và sau khi Hường chạy quảng cáo ấy, thì ngoài cái việc là Hường có thể upsell bán thêm, thì nó còn một cái nữa gọi là vẫn còn lại trên kênh của Hường, đó là lượt xem và lượt đăng ký kênh, đúng không? Như vậy thì lượt xem video và lượt đăng ký kênh này á, nó sẽ theo bản thân Hường gần như là mãi mãi. Bởi vì sau này không những cái sản phẩm ở trên đây mà Hường có làm affiliate và chia sẻ thêm một số sản phẩm mặt hàng khác, thì Hường cũng sẽ tiếp tục với cái lượng đăng ký kênh đó, thì Hường cũng sẽ có một cái lượng truy cập và mình sẽ bán thêm những sản phẩm về sau, mãi mãi về sau nữa. Như vậy thì nếu mà cái sản phẩm này á mà Hường bán chỉ có 30 đô thì quảng cáo của chúng ta không chỉ dừng lại ở 30 đô mà chúng ta có thể lên. Như vậy tóm lại thì chúng ta sẽ có một cái công thức, có một cái công thức như thế này. Đây là một cái phễu, đúng không cả nhà? Sản phẩm đầu phễu có thể là sản phẩm 30 đô. Rồi xuống đây là sản phẩm 50 đô. Rồi xuống đây là sản phẩm 65 đô. Rồi 1.000 đô. Ok. Thì sẽ có một công thức tên là LVC. Đấy, Lifetime Value Customer. Công thức này thì nó sẽ bằng tổng doanh số ở đây nè, tổng doanh thu trong affiliate marketing, tức là tổng hoa hồng mình nhận được ấy, tổng doanh thu hoa hồng mình nhận được, tổng hoa hồng mình nhận được mình chia cho số khách hàng đầu phễu. Ví dụ như là nếu sản phẩm đầu phễu của Hường là cái sản phẩm 30 đô hồi nãy, thì ở đây có ví dụ như là có 1.000 người mua sản phẩm 30 đô. Đấy, rồi tiếp tiếp ở dưới thì họ sẽ xuống này là khoảng còn có 300 người đi. Đấy, mua sản phẩm 65 đô. Rồi tiếp tục là có đâu đó là 100 người họ mua sản phẩm là cái khóa 90 days up chẳng hạn. Đấy, từ trên xuống đây mình sẽ tính tổng doanh thu ở tất cả các phễu, ví dụ như 1.000 người nhân cho 30 đô, 300 nhân cho 65 đô, rồi 100 nhân cho 1.000 đô chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ lấy tổng hết doanh thu ở đây và chúng ta chia cho số khách hàng đầu phễu, tức là chia cho 1.000. Thì chúng ta sẽ ra một cái con số, gọi là cái con số này gọi là con số X đi. Như vậy thì đây là số tiền trung bình chúng ta nhận được trên mỗi khách hàng, số tiền trung bình chúng ta nhận được trên mỗi khách hàng mà chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta thu về. Như vậy nhiệm vụ của mình ấy là mình sẽ chạy quảng cáo làm thế nào để số tiền quảng cáo bé hơn cái số X là được, bé hơn số X này là được. Chúng ta không nhất thiết là chỉ chạy quảng cáo 30 đô, nếu mà số X này nó rất là lớn, ví dụ nó lên tới 500 đô hoặc là 700 đô trung bình, hoặc là 200 đô, thì chúng ta chỉ cần chạy quảng cáo làm thế nào để mà nó bé hơn cái con số X là được, không cần nhất thiết là lúc nào cũng phải bé hơn sản phẩm đầu phễu là 30 đô. Vậy nên là mọi người sẽ bớt thắc mắc là tại sao người ta có thể chạy quảng cáo những sản phẩm rẻ như thế nhưng mà chi phí bỏ ra người ta sẵn sàng lớn như thế. Mọi người lưu ý là từ ở trên xuống đây á thì cái chi phí của nó sẽ thấp dần, bởi vì khi khách hàng của chúng ta mua sản phẩm đầu tiên rồi, họ sẽ dễ dàng mua sản phẩm thứ hai hơn. Và sau khi mua sản phẩm thứ hai thì khả năng mua sản phẩm thứ ba và thứ tư sẽ rất là cao, bởi vì là cái thói quen tiêu dùng của khách hàng, cái độ tin cậy của khách hàng dành cho chúng ta. Như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta ấy là khi mà quảng cáo ấy, thì quảng cáo YouTube làm thế nào để mà quay trở lại, làm thế nào để mà có thể xả láng được, là chúng ta sẽ tính được cái LVC của chúng ta, lãi vải chưởng của chúng ta. Chúng ta phải xây cho mình một cái phễu mà chúng ta có thể upsell lên. Chúng ta có thể là bán thêm những sản phẩm khác, đừng bán chỉ một sản phẩm duy nhất. Nếu mà các bạn bán một sản phẩm duy nhất thì chắc chắn bạn không thể nào mà cạnh tranh nổi với rất là nhiều người chạy quảng cáo ngoài kia. Nhưng khi mà cái phễu của chúng ta chạy tốt rồi, cái hệ thống của chúng ta bán rất là nhiều cái sản phẩm rồi, thì chúng ta có thể là
thoải mái chịu quảng cáo hơn và không lo bị lỗ vốn, để chúng ta có thể cạnh tranh để giá thầu cao hơn ở những thị trường tốt hơn và thu hút được những khách hàng tiềm năng tốt hơn. Ok, nếu như các bạn hiểu video này thì hãy bình luận xuống là đã hiểu, đã rõ hoặc là ok hay yes, để Hường biết là mọi người cảm thấy hữu ích bởi video này và Hường sẽ có năng lượng hơn chia sẻ nhiều hơn video nữa về YouTube, quảng cáo YouTube cũng như là rất là nhiều các loại quảng cáo để chúng ta kiếm tiền trên mạng. Hãy share video này, chia sẻ video này dành cho những người họ cần, và đừng quên xem video tiếp theo rồi nhấn vào chuông thông báo, subscribe, đăng ký kênh.